Ba câu nói kinh điển giúp bạn lĩnh ngộ bí mật của đạo trời, an lạc thọ ích cả đời. Thưa quý vị, thiên hạ hớn hở đều vì lợi mà đến, thiên hạ nườm nượp đều vì lợi mà đi. Trong cõi trần huyên não này, có thể giữ được một miền tịnh thổ của tâm linh. Giờ sách Đạo Đức Kinh tuyệt đối có lợi. Chỉ ba câu nói đơn giản này cũng đã thọ ích suốt đời. Đạo Đức Kinh là trước tác của nhà tư tưởng Lão Tử, được các học phái đạo gia thời Xuân Thu, Chiến Quốc tôn là điển tịch sáng lập đạo gia. Gần đây, trên thế giới chia sẻ tâm đắc về Đạo Đức Kinh, nhất là ba câu nói trong đó, được cho là có giá trị. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo tự nhiên, nguyên văn, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp tự nhiên. Sự vận hành của trời đất là gần với tự nhiên nhất. Cá bơi trong nước, chim bay trên trời, hoa nở hoa tàn, ngày tháng đổi thay, bốn mùa vận chuyển, vạn vật trong trời đất đều sự an bài của một sức mạnh. Tất cả đều theo luật, trật tự, rành mạch. Cá sẽ không nghĩ tại sao ta lại không bay lên trời. Chim sẽ không nghĩ tại sao ta lại không bơi dưới nước. Mùa hè sẽ không chạy đến đứng sau mùa đông. Mùa thu cũng không thay chỗ cho mùa xuân. Do đó, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo. Lão Tử bảo với chúng ta rằng, trước tiên phải biết kính sợ thiên địa nhân nhất thể, có một nguồn gốc cuối cùng, đạo. Nhân loại nhất thiết không được vì để thỏa mãn tư dục của mình mà phá hoại trật tự hài hòa của trời đất. Nếu không, trời không yên tĩnh, đất không yên tĩnh, thì chịu thiệt hại cuối cùng vẫn là nhân loại, mà đạo không bị bất kỳ tổn thương nào. Thứ hai, phải tự mình làm. Lão Tử nói, công thành sự toại. Bách tính đều nói, ta tự nhiên. Sự việc làm thành công rồi là do bản thân mình thuận theo tự nhiên, làm hoàn thành. Tốt xấu ra sao, không phải tìm bất cứ lý do nào, không nên có bất kỳ oán trách nào. Điều tối căn bản nhất của cuộc đời, vui vẻ và sự nghiệp thành công là dựa vào chính mình. Thứ ba, phải vô vi. Nền tảng của tự mình là làm vừa vặn, là vô vi. Vô vi không phải là cái gì cũng làm, mà là thuận, tức là thuận theo hình thế mà làm. Mỗi địa phương đều có tính chất địa lý, mỗi thời gian đều có thiên thời khác nhau. Do đó, nhân địa chế nghi, tùy thời biến hóa. Tùy theo nơi chốn mà làm thích hợp, tùy theo thời thế mà biến hóa phù hợp. Hai, ôm giữ cho đầy, không bằng rừng. Thăm dò sắc sảo không thể đảm bảo lâu dài. Vàng ngọc đầy nhà không thể giữ nổi. Giàu sang mà kiêu ngạo là tự gây mầm họa hoạn. Thành công rồi rút lui, đó là đạo trời. Nguyên văn: chỉ nhi doanh chi, bất như kỳ kỳ. Sủy nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo. Nhi ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ. Phú quý nhi kiêu, tự di kỳ cữu. Công toại thân thoái, thiên chi đạo giã. Tích lũy cho đầy, không bằng kịp thời dừng lại. Nhuệ khí cường thịnh thì không thể giữ được lâu dài. Trong nhà vàng bạc chất thành núi thì cũng không ai có thể giữ được. Giàu sang mà kiêu ngạo thì tự mình đang gieo mầm họa. Thành công rồi thì rút lui, đây mới là hợp với đạo trời. Đạo trời tuần hoàn, con người có sinh lão bệnh tử. Vật có thành trụ hoại không. Thành trụ hoại không là thuật ngữ dùng trong Phật giáo. Thành là sự xuất hiện, trụ là sự vật phát triển tốt tươi một giai đoạn thời gian nào đó. Hoại là bắt đầu đi xuống dốc, không là tất cả trở về với cát bụi. Vạn vật cõi thế gian không gì là không như vậy. Chúng ta muốn lưu giữ cứng cáp, cứng thì dễ gãy. Chúng ta muốn lưu giữ tài sản, giàu không quá ba đời. Chúng ta muốn duy trì quyền lực, đời con đã không còn nữa rồi. Lão Tử nhắc nhở chúng ta phải trống rỗng. Trống rỗng mới có thể chứa được ngoại vật, do đó không được ôm giữ, không được chiếm hữu. Luận ngữ có chép, tăng xâm khen ngợi nhan hồi. Có mà như không,
đầy chắc mà như trống rỗng, có mà như không có, thực tại mà như trống không. Cũng chính là nói ra đạo này. Trống rỗng mới có thể dung nạp hết thảy, không gây oán thù. Trống rỗng mới có thể không luyến tiếc quyền lực vị trí, nên bỏ liền bỏ, nên đi liền đi. Chẳng muốn người khen nhan sắc tốt, chỉ giữ thanh khí khắp càn khôn. Phải có mức độ. Trống rỗng là cảnh giới, có mức độ thực sự là công phu. Với người thế gian mà nói, giữa người với người có biên giới, không thể mạo phạm. Về vật chất mà nói, chỉ lấy cái cần thiết, không lấy cái ham muốn. Với con người và tự nhiên mà nói, trời đất có cái tận mỹ mà chẳng nói, chỉ có thể quan sát từ xa mà chẳng thể khinh nhợt. Nên biết dừng. Tô Đông Pha viết trong Xích Bích Phú: ở trong trời đất, vật đều có chủ, nếu không phải của mình thì tơ hào cũng chẳng lấy. Chỉ có gió mát trên sông, trăng trong trên núi, cứ mặc sức mà lấy, cứ dùng chẳng hết, là kho tàng vô tận của tạo hóa. Không phải của mình thì tơ hào cũng chẳng lấy, gió mát trăng thanh tuy vô tận, nhưng lầu ngắm trăng, gác đón gió, có thể vô tận không? Do đó, biết dừng chính là mở lòng tâm sự đều vô hạn, một chút đạo tâm bốn biển chung. 3. Do đó, vật tổn hao mà lại có lợi ích, hoặc có lợi ích mà lại bị tổn hao. Nguyên văn: cổ vật hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn. Câu này vô cùng tinh xảo, thể hiện tinh túy của văn hóa truyền thống Á Đông. Người hiện đại chúng ta rất là sòng phẳng. Tôi làm cho anh bao nhiêu việc, anh trả cho tôi bao nhiêu tiền. Anh bảo tôi làm một việc nào đó, tôi nhất định phải hỏi lợi ích như thế nào. Hễ nơi nào văn minh vật chất tràn tới, thì tất cả đều lấy lợi ích thực hiện làm tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu. Không có lợi ích hiển hiện dễ thấy, thì có đáng làm không? Hết thảy đều nhìn ngắn ngủi và nông cạn như thế. Câu nói này của Lão Tử nghĩa là: hết thảy sự việc có lúc thấy là bị tổn thất, nhưng trái lại lại có lợi ích. Có lúc thấy có lợi ích, nhưng trái lại lại bị tổn thất. Người Á Đông xưa vốn coi trọng cân bằng, lâu dài và hài hòa trong chỉnh thể. Bất kể sự việc gì cũng có hai mặt âm dương. Dương tăng trưởng thì âm tiêu hao, âm tiến thì dương thoái. Mấu chốt vấn đề không phải là dương chiếm bao nhiêu, âm chiếm bao nhiêu thì mới thích hợp, mà là cân bằng âm dương mới phù hợp nhất với đạo của trời đất. Có lúc tạm thời có lợi, nhưng phá hoại cân bằng âm dương đối với sự ổn định của tương lai có ảnh hưởng tiêu cực vô cùng to lớn. Có lúc tạm thời chịu tổn thất, nhưng lợi cho duy trì cân bằng âm dương thì đối với sự hài hòa trong tương lai có tác dụng thúc tiến rất to lớn. Do đó, các nhân vật thánh hiền cổ đại không nói lợi thế nào, mà thích nói cát là may mắn, nói phúc, may mắn và phúc lành, coi trọng hiệu quả tích lũy lâu dài mà không chú trọng được mất, một thành một chỉ trước mắt. Do đó, người Á Đông thường nói, người may mắn tự nhiên có thiên tướng, người có thể duy trì đạo trời, tích đức hành thiện, đương nhiên ông trời sẽ để mắt đến. Căn bản của Liễu Phàm Tứ Huấn do Viên Liễu Phàm Đời Minh trước tác chính là lời Vân Cốc Thiền Sư ở chùa Thê Lộ tự răn dạy ông: mệnh do kỳ lập, phúc tự kỳ cầu, mệnh do mình tạo dựng nên, phúc do mình tìm cầu được. Kỳ lập ở đây không phải là tự mình làm bừa, mà là có thiên mệnh. Thiên mệnh này chính là chữ thiện. Căn bản của kỳ lập chính là đức, chính là thiện. Lão Tử nói: thiên đạo vô thân, thường ư thiện nhân. Đạo trời không thân với ai, mà thường ở chỗ người thiện. Các thánh nhân, người sáng lập tôn giáo trong thiên hạ đều dạy nhân loại chỉ một chân lý: tích đức hành thiện mới mong được may mắn, mới có phúc lành. Ông trời có đức hiếu sinh, cuối cùng là tổn hại hay lợi ích, mấu chốt là có lợi cho sự hài hòa của quần thể dân tộc, có lợi cho sự cân bằng giữa con người và tự nhiên hay không. Đây là một quá trình lâu dài, đây là sự nghiệp của cả đời người. Thiên hạ hớn hở đều vì lợi mà đến, thiên hạ nườm nượp đều vì lợi mà đi.
trong cõi trần huyên não này có thể giữ được một miền tịnh thổ của tâm linh không? Giờ sách Đạo Đức Kinh tuyệt đối có lợi. Chỉ ba câu đơn giản cũng là thọ ích suốt đời. Quý vị thân mến, để có được thân tâm khỏe mạnh, người ta cần loại bỏ các yếu tố tiêu cực khỏi tư tưởng. Cổ nhân cho rằng nguồn gốc của bệnh tật xuất phát từ chính nội tâm người ta. Thanh lọc tinh thần mới thực sự là điều then chốt nhất trong việc nâng cao sức khỏe. Lão Tử ở thế kỷ thứ 6, người thời Xuân Thu viết cuốn Đạo Đức Kinh 5.000 chữ, chính là tinh hoa đạo học của mình lưu lại hậu thế. Tác giả vô cùng ngắn gọn, hàm xúc ấy lại đề cập đến những vấn đề không tầm thường chút nào. Lão Tử khuyên người ta phải biết tu thân, dưỡng tính, sống thuận theo tự nhiên, chất phát, không tranh giành. Tu dưỡng thân tâm, buông bỏ dục vọng, theo Lão Tử chính là cách để đạt đến cảnh giới cao trong đạo. Muốn trường sinh bất lão, khỏe mạnh an vui thì phải biết vô vi. Vô vi không phải là phó mặc, không hành động mà là thuận theo đạo, theo tự nhiên. Lão Tử dạy người ta phải biết trừ bỏ lục hại, sáu điều hại dưới đây. Không màng danh lợi. Danh lợi là sợi dây buộc mình, tiền tài khiến người ta mở mắt, danh vọng khiến người ta bị mê hoặc. Phàm xưa nay, người danh lợi thì chết vì đồng tiền, người háo danh thì chết vì danh tiếng. 2. Đoạn tuyệt nhan sắc. Lời ca tiếng hát, nhan sắc mỹ nữ chỉ là thanh và sắc. Thanh sắc khiến người ta suy yếu, nhuệ khí, cạn kiệt sức lực, chìm đắm vào tiểu sắc, dục vọng, thì dù là anh hùng cái thế, chí tại bốn phương cũng trở thành kẻ hèn đụt yếu đuối. 3. Coi nhẹ tài vật. Con người tạo ra tiền bạc nhưng sớm đã bị tiền bạc thao túng. Người ta khoác lên đồng tiền bao nhiêu vẻ mỹ miều. Có người nói hồ đồ rằng tiền là tiên là Phật. Thực ra là bản chất của đồng tiền là lạnh lùng, vô tình, có thể làm băng hoại đạo đức nếu sử dụng sai mục đích, phương thức. 4. Gạt bỏ ích kỷ, tư lợi cá nhân. Người ta đã quen với việc sống cho mình, sống hết mình, chẳng màng đến người xung quanh. Thực ra con người chỉ là một sinh mệnh trong quần thể nhân loại đông đúc, rộng hơn nữa là trong cả vũ trụ bao la. Nếu luôn chỉ trích, ích kỷ, nghĩ đến mình, trục lợi cho bản thân, thì sẽ sớm chịu cảnh tai ương. 5. Không nói lời su nịnh, a dua, giả dối. Người nói lời giả dối chắc chắn sẽ không có nhiều bạn bè. Mà người không có nhiều bạn bè thì tâm hồn cằn cỗi, sống trong vô minh, không kết giao nên cũng chẳng thể đề cao cảnh giới tinh thần. Họ có thể tạo nghiệp báo cho mình từ những lời su nịnh, a dua, ly tán lòng người ấy. 6. Không ghen tức, đố kỵ. Tâm đố kỵ là một liều thuốc độc, hại người và hại chính mình. Sở dĩ người ta đố kỵ là bởi trong lòng còn giữ cái ác niệm, tranh đấu. Loại bỏ sự đố kỵ, khoan dung với người khác chính là giải thoát cho chính mình. Đoạn dứt lục hại ấy quả không phải là điều dễ dàng. Người ta sống trên đời là luôn vướng víu, bị trói buộc trong những thứ ấy. Nó là thuốc độc, là thứ hại thân nhưng chẳng ai nhận ra, hoặc không muốn nhận ra. Họ bám víu, lấy những lợi ích vật chất, tiền tài trước mắt mà chẳng thể nhìn xa hơn. Tu thân, dưỡng tính luôn là đạo lý truyền thống, là di sản quý báu mà người xưa để lại cho hậu nhân. Đáng tiếc là hậu nhân lại không biết trân quý nó. Chỉ khi giữ được tâm tĩnh lặng trước vinh hoa, phú quý, bạc tiền, mỹ nữ, người ta mới có thể mong có được sức khỏe, sống trường thọ bởi danh, lợi, tình. Kia chính là những thứ bào mòn tinh lực tâm tư của người ta nhất. Khi người ta còn trẻ, khi mải mê kiếm tiền, truy cầu công danh sức khỏe, vốn là không để ý. Lúc về già, trăm thứ bệnh tật đổ lên đầu, lại mới bắt đầu lo lắng bất an. Làm sao để khỏe mạnh, sống lâu đây? Người nghèo khổ có sức nhưng lại chẳng có tiền. Người giàu có bạc vàng đầy kho mà sức khỏe thì luôn nơm nớp. Và cũng thật chớ trêu thay, tuổi trẻ có cả thời gian và sức khỏe, chỉ thiếu tiền bạc. Trung niên có tiền bạc và sức khỏe nhưng chẳng có thời gian. Lúc xế chiều về già, tiền bạc và thời gian có đủ mà sức khỏe đã yếu lắm rồi. Biết bao bậc đế vương, vương tôn công tử, quan lại cự phú trong lịch sử đều chẳng tiếc tiền vàng, bạc bể
để mua lấy sức khỏe. Nào là bắc lò nấu thuốc, chế dược luyện đan, nào là bốn bề bôn ba, mong tìm thuốc tiên trường sinh bất lão. Nhưng tất cả đều chỉ là giá tràng xe cát biển đông, đáy nước mò trăng mà thôi. Bí quyết trường thọ chính là ở trong tâm hồn mình, nhìn vào trong lòng mình, tự sửa mình, tu thân, dưỡng tính, vứt bỏ điều không tốt mới là cách dưỡng sinh tốt nhất. Ngoài lục hại, lão tử còn khuyên người ta tránh xa ba thói xấu này. Một là tham ăn biếng làm, ưa dùng xe chứ không đi bộ, luôn thụ động, há miệng chờ sung. Lười biếng khiến người ta không còn linh hoạt, chậm chạp, đờ đẫn, chẳng mong được trường thọ. Hai là ăn chơi sa đọa, có câu rượu chính là độc dược, sắc lại là dao róc xương, tiểu sắc nguy hiểm như thế đấy. Hại mệnh, hại người bằng những thứ thoạt trông có vẻ ngọt ngào âu yếm ấy. Người xưa có câu, đại túy tất sinh đại hại, uống say tất sinh tai hoại. Đại túy nhập phòng khí kiệt can thương, uống quá nhiều rượu sẽ khiến gan bị tổn thương. Đam mê tiểu sắc coi rượu như mạng sống, người như vậy sao có thể trường thọ đây. Ba là hủ hóa, cậy quyền cậy thế, có chút quyền liền ức hiếp dân lành, ra tay vơ vét của dân, tham ô vô độ, tiêu tiền như nước, đam mê tiểu sắc, phóng túng dục vọng, quan hệ nam nữ bất chính, người như vậy cũng không thể mơ tưởng đến trường thọ được. Về đạo dưỡng sinh, lão tử chỉ ra những bí quyết thật rõ ràng. Ông nói, đừng ngồi lâu, đừng đi bộ lâu, đừng nhìn lâu, đừng nghe lâu, không đói thì chớ cố ép ăn, không khát thì đừng cố ép uống, không đói mà cố ép ăn thì tỳ lao tổn, không khát mà cố ép uống thì bao tử chướng. Thân thể phải thường lao động, ăn phải thường ăn ít, lao động chớ quá độ, ăn ít chớ để tới đói. Sáng mùa đông đừng để bụng rỗng, tối mùa hạ đừng ăn quá no. Dậy sớm thì đừng dậy trước khi gà gáy, dậy trễ thì chớ dậy sau khi mặt trời mọc. Làm được những điều ấy thì có thể đi dưỡng tính đình, đắc được nội tâm trong sáng. Mà người có nội tâm trong sáng thì ắt được thần Phật trông coi, người ngay chính, lễ nghĩa, lương thiện thì ngay cả tà ma cũng tránh xa, không dám báo oán. Chính là tâm tính sửa sang, dứt đường tà, trở về cội gốc, bỏ lối ma. Đạo thắp trong tâm, tâm tự sáng, thiên quốc vời vời chẳng còn xa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ ba câu nói kinh điển giúp bạn lĩnh ngộ bí mật của đạo trời, an lạc thọ ích cả đời. Quý vị hãy chia sẻ để lan tỏa lối sống tích cực, những giá trị yêu thương tới tất cả mọi người. Quý vị và các bạn yêu mến hãy để lại bình luận, đăng ký và chia sẻ để luôn nhận được những video mới nhất về triết lý cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video hôm nay của chương trình. Kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn được bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.